phát triển, hoặc là nhân của Kainos, hoặc là nhân của Unit. Bản chất là Unit họ có nhiều nhánh ha, Unit có nhiều nhánh, và bản chất Linux cũng có nhiều nhánh ha. Do đó chúng ta thôi không đi sâu xa vào cái đó, mà chỉ nói sơ qua vậy thôi. Nói chung là khá lâu rồi nên bây giờ mà nói lại thì chắc là Phong quên nhiều, nói bậy bạ rồi anh em lại cười cho. Cái xưa Phong rành lắm ha, khoảng 14 15 năm về trước là rất rành, rất là rành. Giờ Phong có một khoảng thời gian khá dài không làm việc và cũng không đọc tài liệu. Cái này giờ ở già rồi, Covid rồi nên là không còn nhớ nữa, mà nói thì là đâm ông này cắm ông kia. Thì từ chỗ đó là chúng ta đã hiểu rằng là Linux nó được tùy biến rất là tốt trong trong anh em chơi chơi Linux của Phong. Giờ nhiều anh em có hẳn luôn đồ hành riêng của họ luôn, tự làm luôn, tự chơi luôn, tự gáy luôn, lấy đường chơi Linux cái nào là build thôi. Lấy đỉnh nó vậy á, nói chung mấy bác đã đỉnh lắm. Thì nói chung là cái đó là cái thú giống như là thú vui. Rồi Phong cũng vậy, thường thì đi làm về thì các anh em có thể là nhậu, Phong thường nhậu được, không có nhậu nhẹt. Nên là thường Phong hay đổ tiền đi làm, có nhiều tiền đổ vào làm láp chơi giết thời gian. Và ở đây cũng vậy, thì tiền thể đây Phong sẽ giới thiệu mọi người cái cách nào mà để reset và để next gen tone một con Gothic mà nó hiệu quả nhất và nhanh nhất ha, ổn thỏa nhất. Các bạn thấy nhìn như thế này, các bạn sẽ thấy đây là một cây tâm nhang, độ dài cái tâm nhang là khoảng 10 cm ha các bạn ha. Cái này Phong Phong nói để không là sau này nhiều bạn ấy ha. Có nhiều bạn sẽ lấy cây cây tụng vít như thế này, cây cây tụng vít như thế này, hoặc là cây ba ke như thế này, hoặc là một cái cây tập chọt như thế này cũng được đi. Nhưng mà thường Phong hay cây tâm nhang, nó tiện và nó dễ tìm. Thì cây tâm nhang 10 cm này mà bạn bẻ ở khoảng 2 phần 3, bẻ gãy ở khoảng 2 phần 3, nó tầm khoảng 6-7 cm thôi ha. 6-7 cm để chi, nó đừng quá ngắn và đừng quá dài ha. Bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ để ý cái này. Khi mà bạn chọt vào, đây để Phong làm cho các bạn thấy ha. Trước khi các bạn reset một con Mikotic thì các bạn sẽ làm cho Phong một động tác ha. Các bạn sẽ làm cho Phong một động tác để Phong lấy con khác rơi lên không, tại vì cái con đó để làm rồi hồi nữa quay qua quay lại thì các bạn sẽ ngạc nhiên. Ok cũng đó thôi ha, nhưng mà ngôi nhà Phong nhiều để làm láp không nhiều lắm ha. Các bạn ha, giống như mà bạn ta nấu cơm vậy đó, người ta nấu cơm trên tivi vậy đó. Lúc làm xong rồi lúc ấy người ta đổi qua con khác, đổi qua cái mâm khác, giống vậy để mình thử ha. Chứ thời gian ngồi các bạn coi làm lâu lắm. Rồi bạn nhìn nè ha, ở con này thì ví dụ như là chúng ta sẽ giữ nút nguồn, chưa cắm nguồn, giữ nút nguồn ha, và các bạn để ý cho Phong như thế này. Để ý như thế này, trước khi làm cái việc đó, trước khi làm cái việc nhấn nút reset thì các bạn vào trong cái network, cắm cáp mạng từ cổng số 1, từ cổng số 1 của con Mikotic vào trong đấy. Nhưng mà khi bạn cắm là bạn chưa cắm nguồn, bạn không vào đây đổi được, mà bạn phải đổi nó từ lúc đầu ha. Bạn có thể cắm nguồn vào vào một cái con PC hoặc con router hoặc con gì đó ha ha. Bạn thấy nó chập chờn nó nhảy không đó, con này nó cần phải reset vì lý do đó ha, nó cần phải net intro vì lý do đó ha các bạn ha. Bạn thấy rồi đó, nó có vấn đề nên là nó sẽ nhảy như vậy ha. Sau đó network này ven bấm vào đây, và bạn sẽ bấm vào root power ha, bạn bấm vào IPv4 ha, bạn chọn power ha. Này rồi nó chưa có IP thì bạn sẽ nhập vào đây ha các bạn ha, để mình coi rồi. Ủa sao giờ mình ấy mình đặt rồi người ta, giờ nó đi đâu mất rồi. Rồi đây ha. Nó reset được rồi đó, con này reset rồi đó, nhưng mà reset xong nó chạy không được đâu, nó báo debug refit đó ha. Bạn đổi lại đặt IP tỉnh cho con này ha, 192.168.88.2 ha. Cái cạc mạng của con laptop à, là con PC á ha,
lớp mạng là 255, 255 lớp C đó à. Rồi 192.168.88.1 không, một chỗ sorry 188.1 nha các bạn. Rồi DNS cũng là 192.168.88.1. Có dịp dài hơn đi, thời gian vui vẻ hơn đi thì mát mẻ hơn, Phong giải thích sâu xa cho các bạn tại sao lại con MikroTik là chúng ta sử dụng nét thôn được, cơ chế nào để hoạt động nét thôn, thiết bị nó hoạt động như thế nào, cái đó vui thôi, không công dụng gì các bạn đừng quan tâm nha. Những người chơi bời như tụi Phong mới để ý thôi ha. Bạn sẽ có này một con laptop này, nó sẽ là 192.168.88.2 và nó gateway của nó được DNS của nó sẽ là 88.1 ha các bạn ha. Rồi ok, bạn đóng luôn đi. Đóng luôn ha. Rồi bắt đầu nói chuyện về cái việc reset ha. Bạn nhấn giữ cái nút này và bạn cấp nguồn. Đây là tại vì Phong để dơ lên các bạn nên là không có thế thôi ha các bạn ha. Không có thế thôi ha các bạn ha. Cố gắng để làm sao có cái thế, mình Phong để bàn á, Phong chọn ha. Rồi giữ nhẹ, tại vì cái cây tâm như thế này nó làm cho chúng ta có một lực nhẹ và nó có độ cong, nếu chúng ta nhấn quá mạnh, con MikroTik mà nhấn mạnh nó gãy cái nút reset ha các bạn ha. Trong lúc giữ nút reset như thế này, các bạn cắm nguồn và các bạn nhìn cái đèn màu xanh lá cây, cái đèn màu xanh dương thì là đèn power, đèn màu xanh lá nước xanh lá chuối nó sẽ nhấp nháy ha các bạn ha, và cho đến khi nó tắt nha các bạn ha. Bạn giữ chặt cho đến khi nó tắt, khoảng tầm hơn một phút là nó tắt và các bạn sẽ nhìn ở trên. Phong tắt cái này đi, Phong bắt đầu mở phần mềm Net Intro. Net Intro rồi, bạn thấy nó boot xong là nó boot bit á. Cái con này không phải, không liên reset con khác á. Rồi ok, để Phong đóng cái máy mưa rồi. Ta quay lại ha. Bạn sẽ tải một cái phần mềm, bạn sẽ tải hai cái, thứ nhất là để cài đặt NS install. Tại vì sao đi, mình làm cái lab này cho những bạn nào chưa biết ha. Những cái bài hướng dẫn này cho những bạn, cái video clip này cho những bạn chưa biết, do đó bạn nào biết rồi thì vui lòng không xem ha, chứ không là nhiều bạn biết rồi xong rồi xem xong là còm rồi nói mờ lắp ha các bạn ha. Biết rồi ta chỉ cho người khác, chứ không phải là ta biết rồi ta đi ta diễn. Rồi bạn vào MikroTik. Thực ra Phong làm lắm, Phong làm những cái dạng như thế này, bài tút thế là viết này detail á. Ngày xưa anh Diêu anh hay nói một câu là làm detail như vậy không tốt, anh em mà cứ ỷ lại là cứ tép bay tép, nhưng mà đó tùy gì thôi, mỗi người mỗi phong cách. Ví dụ như cỡ anh Diêu thì nói một ảnh tới nhìn tới 10 lần, còn nhiều anh em nói một chỉ biết một thôi, anh đã là mình phải làm rất là kỹ chi tiết. Ví dụ như anh bác Diêu còn mang le á, còn mang le á, bác thì nói một rồi bác suy luận ra tới 10 thì đó là những nhân vật đó là siêu rồi, siêu phàm rồi. Còn nhiều khi anh em là không rành, không phải là trong ngành, nên đôi lúc có những cái trở ngại ha các bạn ha. Đầu tiên là bạn sẽ nhìn đầu tiên là con này là con gì. Con GR2 là một cái con mà nó đầu tiên là bạn có thể tìm ở đây nè ha. Con MikroTik GR2 là nó chạy cái gì. GR2 nó chạy chip gì nha. Bạn sẽ xem coi nó chạy chip gì, từ cái chip đó là bạn mới bắt đầu bạn đi qua bạn làm coi là con đó bạn phải dùng, bạn đau cái OS gì ha các bạn ha. Đó là chip MIPSB ha. Rồi để phải đúng không, tại vì MIPS sau này nó không cho cái danh mục lên nữa, ngày xưa là nó cho biết á. Như bạn thấy, ủa sao nó chạy được, mất mới gì phải lại này. Bởi vì là mình phải con cũ, nó cũ người ta ở nước ngoài nó về, nên là mình phải nét intro lại các bạn ha, để dùng cho nó bảo đảm, giống như
giống như Windows, giống như mà laptop mình cài lại Windows vậy đó. À, cái ông chip này bạn thấy ha, bạn sẽ download về từ cái website, chip này ha, bạn sẽ download trên này, OS của nó là con chip này ha, download gói này ha. Mình có download rồi, là mình chỉ giới thiệu với bạn thôi. Đây là 7 chấm nha. Còn bạn còn mình đang làm ở đây, mình sẽ download cái gói 6 chấm ha. Cái OS là 6.4.7 ha, 8.7 ha. Ok. Vậy ha. Rồi chỉ giới thiệu vậy thôi chứ mình không download đâu rồi ha. Rồi, cái thứ hai là bạn sẽ download phần mềm Net Net Install. Net Install bạn sẽ thấy nó nằm ở đây nè. Nó nằm ở bên dưới ha. À, nó nằm bạn mới thấy nó báo không? Tí nữa mình chỉ cho. Nó báo là Net Install nè, bạn sẽ download ở đây ha. Đây, tất cả mình đã download rồi nên mình nó download lại các bạn ha. Rồi. Đầu tiên là download 8.6. Rồi 6.8, 6.4 chứ ha. Và Net Install của 6.4 rồi, ok, rồi đủ hết rồi ha. Rồi. Mình tắt nó đi luôn. Và đồng thời bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành reset, giống như cái hình mà giống như cái nãy mình mô phỏng cho các bạn xem, tại vì lý do là để trên cao lên là khó làm lắm ha. Các bạn sẽ thấy đây là phần màn antivirus của mình ha các bạn ha. Thì mình sẽ chạy Net Install lên. Rồi, Net Install Z. Do cái máy của con gái Phong nên nó có chữ bố Phong à, ha. Rồi, chắc chắn là bố Phong rồi. Ha, 6.4 ha. Rồi. Bây giờ mình do là cái đó là rồi. Mình chọn GR2 rồi ha. Mình đang làm con GR2. GR3 mình hết rồi. Nếu nhiều bạn đấy là muốn coi GR3 làm GR3 chớ nha, khi làm là mấy bạn ngắt mạng ngắt đồ hết nha, không có chạy phần mềm gì hết nha. Rồi đặt IP rồi đúng không? Các bạn đặt IP rồi nhớ hồi nãy rồi đúng không? Các bạn sẽ ghim bằng cổng số 1, cổng số 1 hoặc một số thiết bị mà nó ghi chữ boot ha. Có một số thiết bị không phải cổng số 1 mà là cổng boot, cổng cuối cùng đó. Rồi các bạn sẽ nhấn giữ reset và cắm điện trong quá trình nhấn giữ reset và cắm điện ha các bạn ha. Và bạn đợi xem cái đèn mà cái đèn xanh xanh màu đọt chuối á, xanh nó không phải xanh lá cây mà nó xanh màu đọt chuối á, nó nhấp nháy còn cái đèn mà đèn xanh dương là đèn power nha, nhấp nháy và đến nó được dừng lại, nó dừng lại nó không nhấp nháy vừa rồi nó tắt, sau đó nó tắt luôn, thì bạn sẽ hiện cái thiết bị trên này nhưng bạn thấy của mình chưa hiện, mình cố tình để cho các bạn nhìn ha. Thì sau đó Phong sẽ vào Fiverr, à bữa nay Phong mới cài Fiverr, bạn sẽ nhìn nó có một in chết chết ha, bạn chọn chết, à bạn coi còn nào anh chết nôm nô chết nôm nô chết chết hết luôn đi, cái nào mày cho nó chết hết đi là từ là tại vì mình không biết có cái lan của mình bên đây là cái gì ha. Rồi bạn thấy không, chết anh chết nô chết gì đó nó lên hết rồi kìa ha bạn ha. Rồi tắt đi, bạn thấy nó hiện lên rồi ha, chọn nó ha, bạn chọn nó và sau đó bạn tìm đến cái thư mục chứa cái OS, cái firmware, cái OS mà bữa nãy mình mới download về. Rồi, ok. Và mình chọn cái firmware OS đó và mình tiến hành. Bạn thấy không? Hai cái đều chọn ha. Và bạn tiến hành install. Install. Nha. Đó. Bạn sẽ đợi nó đề chữ formatting cry. Tức là lúc này nó sẽ format cái flash. Nó xem flash như hard drive, có nhiều bạn sẽ thắc mắc thì đơn giản thôi. Microtik có sử dụng hard disk để chạy ha. Sử dụng M SATA này hoặc là SATA ha, ổ cứng SATA 2.5 GB hoặc là M SATA cái miếng thẻ nhỏ nhỏ và cái chip flash dán lên trên mic bạn ha. Đừng có nhiều bạn hay khai thác mấy cái đó sâu xa quá, nghiên cứu sâu xa quá các bạn. Con thiết bị mạng các bạn để tập trung vào kỹ năng tính năng và cái thông số mạng, cấu hình mạng của nó hơn là những cái nó dán cái gì, nó dán làm sao. Thì dĩ nhiên nó dán bằng vàng để mắc tiền, nó dán bằng đồng để tiền, dán bằng kẽm rẻ hơn giống vậy ha, chứ không ai mà đi sản xuất dán bằng vàng bán vậy bạn giá đồng đâu nha, nên là cả nó nhắm vừa túi luôn mua quất thôi nha. Có thể là phỏng đúng mà có thể phỏng sai, nó tùy không cái đúng sai nó tùy theo cái mỗi người, có người bỏ ra 1 triệu
phải kiếm một tuần, nhưng có người một ngày cũng phải kiếm được 1 triệu thì mới đủ cơm nước, có người kiếm được 1 triệu một ngày thì vẫn chưa đủ gì cả. Nó báo khi nào nó báo ready là ok nha bạn ha. Cái bút đây không ạ. Ok đó, ta rất ok đó. Đâu thằng cũng nhớ loại này phải ready ok nữa. Thôi kệ đi. Rồi, bây giờ mình mở lên coi nó ra chưa. À, nó ra trời. 6.46 rồi bạn ha, nó không còn cái chữ, nó ra cái chữ tay vịt là lịch ha. À, nó không còn cái chữ mà bớt gì nữa nữa ha. Rồi ok rồi ha bạn ha, tắt cái này đi. Rồi, cái lúc này bạn đã vào được con thiết bị rồi ha. Ok. Nhưng mà là do là Phong sử dụng cái cổng là cái cổng số 1 nên bây giờ Phong sẽ quay PBX với con này ha các bạn ha. Rồi. Hơi cái login vô rồi xong rồi reset nó cái coi. Đó, reset trước đây ha. Rồi. Phong sẽ chọn một cái phương thức đó là reset default, lấy config default. Đây này các bạn dùng cho gia đình thì dùng default, ít có tính năng về kia. Nhưng mà có nhiều người sẽ hỏi là ủa về default nó có chạy ngon không? Cái đó là tùy à, tại à, không có cái gì là ngon và dở cả. Nó sẽ tùy theo cái yêu cầu và nhu cầu thực tế của mỗi cái hệ thống và mỗi cái nơi. System reset không có chọn ba bốn cái mục này là nó sẽ lấy config default. Yes, chào các bạn ha. Rồi nó đã thoát cái là nó ấy rồi đó, reboot rồi đó ha. Rồi bây giờ Phong gắn cắm mạng vô Phong quay PPV Phong test ha. Rồi bạn đừng bấm nút mu config nha. Ok, mu là nó xóa lại sạch luôn cái mà default ha. Default là nó cắp đi HCP rồi làm đủ đủ hết á. Rồi trong cái default này ha, bạn quay BB à, BB BB có hai cách quay, một là bạn chọn cái quick set cũng được luôn ha, chọn BB ha. Hoặc Phong không là chọn ở đó mà Phong chọn bên này ha bạn ha, chọn BB Lion ha, quay lên cổng số 1 của Phong là ví dụ như là Phong đây ha. Rồi rồi ok đó, bạn thấy không, nhảy bây rồi ha, ok rồi ha. Rồi cái nữa là bạn sẽ có DNS ha, bạn cấp DNS, bạn có hình chứ quên, bạn có hình DNS rồi. Rồi cái nữa là sao bạn nên đặt password cho nó ha, bạn nên đặt password cho nó, không hay đặt là password 1 2 3 4 5 6 vậy đó ha, 1 2 3 4 5 6. Mấy bạn hack cho em không hack chung số đó nha. Mấy đặt mỗi 4 5 6 á, cái tâm password ha. Làm láp gì chứ, nhiều bạn rảnh lắm, để thời gian cho Phong rảnh Phong làm cho anh em người ta tham khảo, học khóa nhiều quá mệt mệt lắm. Rồi cái bước thứ hai nữa, giờ mà chưa có render internet luôn là lý do là biết gì không? Bây giờ Phong bỏ cái đó đi ha. Rồi, Phong bỏ đi, bỏ cái IP tỉnh đi á. Ha. Rồi. À,
Bạn sẽ thấy cái này nó nhận IP à. Ha. Được luôn. Đây là internet nha mày. Đây vậy. Bị gì vậy? Rồi ra được internet rồi. Ừ, ra được internet rồi nha bạn ha. Rồi. Rồi phong tổng 1 GB nè ha. Rồi. Do mấy máy người đó không có bit ha. Nên là muốn làm gì dở phong cũng ghi cọc tổng đó là. Rồi, cả 253 nè ha. Rồi. Test đi. Hết ha. Rồi các bạn nhìn ha. Rồi mình mới vừa bấm speed test á, trên cái con máy cộng 1 GB á. À, tốc độ này ha. Này, thấy không? À, đau á ha. Hai con đều có ghi ghi ghi, ghi hình ghi âm hết á, nên là nó sẽ giảm tốc dữ lắm. Ừ, các bạn nha. Nó giảm mất khoảng 30%. Nếu bạn ghi chạy phần mềm record màn hình giảm khoảng 30%.